Kính thưa các cô chú, anh chị và các bạn đã đến với vị Trí TV. Hôm nay Vũ xin cập nhật một số tin tức của vụ án giữa ông Võ Hoàng Yên và Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên là trước hết là Vũ xin cảm ơn các anh chị đã nhấn subscribe cho vị Trí Chú để Việt Trí Chú có độc lực để đưa tải những cái tin tức mới nhất ở bên Mỹ và cũng như những người có liên quan cũng như những người đã... Uh, có những cái uh, uh, sức mạnh về cộng đồng ở đây và cũng như về uh, về chính quyền như ông phát bùi là ông nghị viên của thành phố Cần rô uh, đã phát biểu ở việc di chú và cũng như đã đưa cái việc này uh, đưa cái sự việc uh, của ông võ Hoàng yên để đến uh, để đến uh, trong nghị trường của thành phố Cần rô vào tối uh, thứ ba Um, và chúng ta cũng có nhiều cái thông tin và cũng vì tại vì vậy thì uh, hy vọng là trong trong thời, thời gian sắp tới uh, ông uh, ông thị trưởng uh, Chí Tà sẽ lên tiếng về uh, về về cái câu hỏi của của ông Dũng Lò Vôi á là khi ông hỏi ngược lại là uh, hỏi nhà uh, thị trưởng Chí Tà và ông uh, À, nhà báo đầu trọng là các anh à, có có nhận tiền của à, ông võ Hồng yên để pr cho ông à, võ Hồng yên ở mỹ vào cái đợt à, chữa chữa bệnh của ông võ Hồng yên vào năm 2017 tại khách sạn ramada anh nhà báo anh nhà báo trọng thì cũng đã xuất hiện à, trên phố bonsa tv và cũng như à, trước đó trên đài truyền hình của anh à, khi mà có cuộc phỏng vấn với anh Lân á, thì cũng đã nói là đã xác nhận là anh Đoàn Trọng chỉ làm công tác về à, về báo chí và đến đó cũng thò, về tò mò và đưa tin cho về công tác và báo chí và đưa tin cho cộng đồng và ông không có nhận bất kỳ vấn đề gì về tài chính để đưa PR cho ông Bảo Yên và chúng ta cũng chờ đợi à, cái câu trả lời của ông Chí Đà cũng như uh, là giải quyết uh, giải đáp những thắc mắc về cái uh, cái uh, cái cuộc uh, chủ trì của ekip ông võ hoàng yên vào năm 2017. thì uh, trong cái cuộc uh, họp báo của nghị viên phát bùi tại uh, tại uh, nghị trường của thành phố nga rô thì uh, có hai điểm chính có hai điểm chính mà vũ muốn đưa lại uh, phân tích lại cho các bạn <laughs> là ông uh, ông luật sư của thành phố ông luật sư và ông cảnh sát trưởng của thành phố Rô đã trả lời là cái việc cái việc tổ chức tại khách sạn ramada là uh, theo ông luật, luật, sư, luật, luật sư của thành phố thì ông không có thể trả lời được uh, thắc mắc À, câu hỏi là có à, bắt hợp pháp hay không? Tại vì à, trong các sạn ramada đó họ có cái permit để tổ chức những à, những cái event, những cái convention mà ở trong khu trong khu của khách sạn thì à, thành phố không có không có không có không có à, quyền hạn để đến kiểm tra hay à, hay à, làm bất cứ điều gì vì nếu không có sự xảy ra về thương tật hoặc là chết người ở trong cuộc điều gì đó mà phải có người đến report cho cảnh sát gọi đến thì cảnh sát mới đến đó để kiểm tra và ông ông cảnh sát dưỡng cũng trả lời là uh, nếu mà Các cả các à, các, uh, các uh, gọi mình gọi là bệnh nhân đi ha à, vào năm 2017 từ tất cả các à, à, tiểu bang hoặc là các thành phố khác mà chữa trị tại à, khách sạn Namada và thuộc vào thành phố à, Granero thì à, à, các anh chị các bạn có thể à, nếu mà coi mình có vấn đề gì vì, về vì vì sức khỏe thì có thể à, à, report à, và muốn à, và muốn đưa ra ánh sáng đối với à, vụ việc của ông võ anh thì có thể đến thành phố cảnh sát của thành phố Rô để report về mình bị ảnh hưởng về sức khỏe tinh thần như thế nào đó để đến với à, cảnh sát của à, Rô đây là một số thông tin mà à, à, nếu à, các anh chị của các bạn ở ở đông thành phố Rô hoặc các cả các thành phố khác mà có uh, bị ảnh hưởng bởi uh, cuộc điều trị và nó 2017 của ông võ hồng y có thể đến được cho cảnh sát ở thành phố Rô. đó là những thông tin mà mới nhất vào ngày hôm nay uh, ở Hoa Kỳ và cộng đồng hải ngoại uh, Vũ cũng cập nhật một số cái tin tức từ uh, Việt Nam uh, chưa có tin gì về mới nhưng mà sau khi mà uh, bà Nguyễn Vân Hằng đã lên cáo buộc uh, nghệ sĩ danh Hài Hoài Linh là đồng bóng và có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với ông Võ Hoàng Yên và nghệ sĩ Hoài Linh đã lợi dụng những cái những cái mà tổ chức như là đồng bóng là lên đồng mà chúng ta có thể thấy trên những clip trên trên YouTube tại nhà thờ tổ của Ờ, nghệ sử hòa linh rồi trên trên những cái chùa thì chúng ta hôm qua thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có đưa ra một cái post như thế này nè người xưa nói đa ngôn ắt loạn tâm người nay thủ thị nói nhiều kém sang xưa hay hay đều đúng rất đúng ạ à, đó là cái uh, post của Đàm Vĩnh Hưng thì ngay lập tức thì cộng đồng mạng đã cho rằng Đàm Vĩnh Hưng uh, ca sĩ đàm vĩnh hưng đã đưa ra cái post này để chi trích nói về bà nguyễn phương hằng và cộng đồng hoàng đã lên lên tiếng nhiều người nói là đàm vĩnh hưng đã không nhìn vào vấn đề chính và cũng như đưa ra ánh sáng của bà nguyễn phương hằng cái vụ việc lừa đảo của ông võ hồng yên và cộng đồng đã vào giá chất năng nhiều và cũng à, cái nghệ sĩ anh Đàm Vĩnh Hưng cũng rất là rất là gay gắt ảnh cũng đâu có chịu thua sao anh bóc như thế này nè sao nhiều đứa phán và tự quyết như thâu rời à, các thánh mẫu về trời làm như nằm dưới gầm giường nhà tôi vậy chuyện gia đình người ta rối rắm mấy ngày nay tôi không có quyền bày tỏ sao mấy con ngu thằng ngục có ban mắt ra đọc status trước đó của tôi không mấy con đuôi thằng mù chuyện gì của các người éo liên quan đến tôi tôi không éo quan tâm trừ khi nào tụng với tôi và gia đình tôi thì lúc đó sẽ biết block và chặn hết những con comment vô duyên thúi à, à, ở dưới góc đồ mà một người một người làm truyền thông và một người à, một đọc đây à? một người một khán giả của anh Đàm Mến Thân á thì mình thấy cái, cái, anh anh đã đưa ra quá đi xa quá xa khi mà anh anh comment và nói những người những những người khán giả một phần nào đó khán giả của anh mà anh nói là mấy con đuôi thằng mù wow anh có thể nói trực tiếp một người nào đó người nào đó đúng không anh có thể À, bảo vệ người này bảo vệ anh Hoàng Linh nếu mà anh Hoàng Linh có mối quan hệ à, à, tốt với anh tuy nhiên à, tránh những cái từ mà anh anh chửi trực tiếp với những người độc giả vì độc giả vào tương tác để đưa ra ý kiến của mình thì khá, thì anh là một người về nghệ sĩ anh phải biết tôn trọng khán giả đúng không các bạn và sau đó thì thấy à, à, anh ca sĩ Đàm Vĩnh Thân này cũng à, xóa xóa so, tất cả các uh, comment post của mình uh, đó, đó là cái sức mạnh của cộng đồng chúng ta thấy sức mạnh của cộng đồng rất là ghê gớm đúng không uh, đó là những thông tin mới nhất của vị trí chú và Vũ sẽ uh, cập nhật những cái thông tin với uh, uh, ở Hoa Kỳ hay là hải ngoại cũng như mình sẽ uh, uh, kết hợp với anh của Quốc Võ để làm những talk show nói về những vấn đề ở bên uh, cộng đồng bên này về vụ việc của Võ Hoàng Yên và uh, bà Nguyễn Văn Hằng cũng như bây giờ cũng có chú ích liên quan đến danh hài Hòa Linh đây là bản tin ngày hôm nay ngày 29 tháng 4 các bạn đừng quên nhấn subscribe và bấm à, à, chuông nha để xem những video mới nhất của Việt TV cảm ơn các bạn